phấn đấu đạt 100% các quyền thị xã thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Thưa quý vị, đó là một trong những mục tiêu được đặt ra trong đề án xây dựng xã hội học tập năm 2023 của tỉnh Long An. Cụ thể, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh phấn đấu đạt 100% các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác, triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số, hướng tới các huyện thị xã thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu cháu. Trên 60% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình học tập theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh cần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp quỹ đảng, sự quản lý của các cấp chính quyền, phát động phong trào thi đua, từng bước hình thành môi trường học tập cho toàn xã hội.